Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh những cái thông số ở trên cây đàn HB702. Thì nói chung nó có những cái phần chỉnh rất là phức tạp, nên là mình sẽ chỉ cho các bạn về những cái chức năng của nó thôi nha, để mình cảm nhận và mình tùy biến theo cái ý thích của mình. Trước tiên là nút nguồn ha. Nút nguồn thì đơn giản chỉ cần ấn và cho nó lên hình thôi. Thứ hai là volume max là 100 nè, mình chỉ cần dặn qua bên tay phải là lên nè, tay trái là nó giảm nè. Hôm nay mình sẽ chỉ cái nhóm ở bên đây nha, ba nút này. Trước là piano designer này, ha, piano designer. Đây là phần tiếp xúc sâu vào trong cái tiếng của cái piano và âm vực của cái piano. Ha, nói thẳng ra nó giống như là một cái voicing vậy đó. Ha, voicing tức là mình mút cái âm thanh theo cái ý thích của mình với một cái bài, với một cái tiếng có sẵn ở trên đây rồi, có sẵn trên cái HB702 rồi. Ha, đầu tiên là mình ấn vào piano designer ha. Nó sẽ có là keytruth tức là mức độ nặng nhẹ của bàn phím. Mức độ nặng nhẹ của bàn phím là sao, tức là tôi quấn xuống này ha. Các bạn nghe nè, mình đưa về cái để chọn được nó có hai cái đàn này, nó có hai chế độ nè. Cái nút này một đó là để chọn, xoay qua trái và phải là để chọn nè. Còn ấn xuống nó là giống như enter để cho nó chọn vào cái thư mục của keytruth này. Thằng này nó sẽ nhảy xuống đây. Đấy, dấu cộng nó sẽ nhảy xuống đây nè. Thì bây giờ mình sẽ đưa về nó mức số 0, tức là nó không có mức nặng độ nặng nhẹ luôn á, mình quấn mạnh nhẹ gì nó cũng tạo ra một cái âm vực thôi. Đó, đây là keytruth. Thường thường á mình hay chơi mình sẽ để ở mức 60 hoặc là 70 tùy vào mức độ của mình ha. Các bạn các em nhỏ hay tập á thì mình để với mức thấp thôi, tại vì lực tay của mấy bé chưa có mạnh á, nên cố gắng để cho nó thấp để cho nó tạo cái âm thanh ấy hơn. Quay lại thì nó có nút quay lại chớp bên đây nè, quay lại. Hồi này là phần keytruth, tiếp tục đó là ABC. Cái này có nghĩa là balance bridge, tức là mình tăng nó lên á thì âm thanh nó sẽ sáng hơn ha. Nè, nó mức 50 nè, bấm chọn âm thanh nó tù lên nè. Mình hiểu đại khái gì thôi, phần này mình ít sử dụng lắm ha. Quay lại tiếp tục. Headphone 3D, cái này là sử dụng cho chúng ta ghim headphone vào nghe, muốn trải nghiệm âm thanh 3D thì mình sử dụng thằng này. Còn nếu mà các bạn muốn out lên á, out lên, nhưng không biết cái thằng này nó có cái light out riêng hay không, mình không có để ý. Nhưng mà nó có cái light out, nó không có mà đi chung với tai nghe, các bạn tắt cái 3D này đi khi mà chúng ta muốn out lên lo nghe thôi. Out lên lo cái effect nó nghe ghê lắm. Tiếp tục đó là balancing, ta cũng giống như vậy thôi, tức là để cho âm thanh nó sáng lên thôi ha. Tiếp tục master tuner, thì ở đây cái cây này nó đang tune ở cái 4420. Thì thường thường ở những cái piano mà piano cơ này kia 4420 này, nó có tác dụng là để chúng ta chơi những cái nhạc mà nằm ở trong cái studio á, chúng ta dịch tông hạ tông gì nó dễ hơn, nó không bị méo tiếng. Còn khi mà chúng ta quýnh ở tông thấp, chúng ta tune lên 2.2 kia đó, là nó sẽ méo tiếng. Cái này sử dụng cho studio thôi, các bạn đừng có đụng vô nha. Nếu mà các bạn đụng vô, một có hai trường hợp, một là bạn tune về 432 hoặc là 440 hoặc là 442, ba thông số đó các bạn tune về 432 thì âm thanh nó nghe nó dịu hơn, 440 á thì âm thanh nó gọi là chuẩn quốc tế. Còn thằng này sẽ tiếp xúc sâu vô trong cái phần gọi là mỗi người có một cái âm sắc âm màu riêng á, thì chúng ta tiếp xúc sâu vào piano tone edit này, chọn bằng cách bấm enter. Trong đây nó rất là nhiều nữa,
Nít tức là cái các bạn sẽ thấy cái đờn ba chân đằng ren á, ở đây nè, đằng ren nè, cái nắp này nó sẽ cái nắp đậy, các bạn thấy cái nắp đậy đây nè. Khi mà chúng ta chọn, chúng ta dặn thì nó sẽ có 6 nắp ha. Mở toát cả luôn, tức là âm thanh nó sẽ sáng hoàn toàn luôn. Và chúng ta đậy lại thì âm thanh nó cảm giác nó bí bí á nha. Đó, ha. Mình cứ để mặc định là 4 thôi. Tức là cái lúc này cái nắp đậy của đàn ren á. Thằng này khay noi, tức là cái độ ồn của cái phím, cái độ ồn của phím khi nó nảy lên á. Ha. Cái này chúng ta sử dụng chủ yếu là những cái gõ vô cái sợi dây đàn á ha. Cái này tất cả là mô phỏng hết nha, nó là hàng điện tử nha, nên là tất cả đó là mô phỏng hết cái độ ồn của cái phím gõ vô dây nè. Cái này nó nghiêng về cái phần kỹ thuật nhiều hơn rồi, các bạn cứ chỉnh rồi xong mà mình không thích lưu thì mình lấy thôi. Cái này là scale cái mức độ của cái gõ lên dây, cái độ, cái mức độ mà cái nó gõ dây ha. Damper các bạn chỉnh cái bàn đạp á. Còn này là cái hãm âm, nó có một cái software phía sau giống như cái đàn cơ á, nó có một cái đồ hãm âm phía sau để chúng ta quánh xong chúng ta kiểu như chúng ta khỏ xuống và buông ra, là cái đó sẽ có trách nhiệm là nó bịnh cái dây không cho cái dây nó phát âm thanh nó vang ra. Đó là cái chức năng này ha. Còn cái này á, tức là cái mức độ sau bo tiếp, tức là cái sau bo, tức là cái nguồn âm thanh á trên cái đàn piano cơ á, thì ở phía sau lưng đó, các bạn thấy cái một cái miếng dán nó đầy đó, rồi gọi là sau bo đó. Tùy vào cái sau bo khác nhau, chất liệu khác nhau mà tạo ra nguồn âm thanh khác nhau. Như đây nó sẽ có những cái tiếp thứ nhất nè, các bạn nghe cái màu nha, cái màu âm thanh tức là nó sáng, nó trong, nó đục, nó êm, nó dịu hoặc nó rắc, cái đó gọi là cái màu âm thanh. Là cái màu của cái sao bo là cái màu âm thanh. Tục là vẫn là pedal thôi, pedal noi, tức là cái âm thanh khập 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 của pedal nhả lên đấy. Còn này cái tuning cũng y gan như vậy luôn, nhưng mà nó khó hơn các bạn. Đừng có tiếp xúc vào trong cái phần này, tại vì phần này nó sẽ vô cùng phức tạp nha. Cái này chủ yếu dành cho những cái master để chúng ta tune lại của từng nốt của cái phím đàn ở trên đây nè. Khi chúng ta nghe sai hoặc chúng ta nghe nó chưa nghĩ thì chúng ta sử dụng phần này mình không nói sâu. Phần này nó dạng như là nó chuyên sâu cho nguồn âm thanh luôn rồi. Cái này dành cho những cái master lên dây đàn ha. Mình không cần biết, không cần quan tâm, mình sẽ sử dụng cái sơ ở ngoài thôi ha. Cái này có đồ rung có đồ phát ra. Rồi, đó là cái chức năng của thằng đó, các bạn out ra nè, out ra nó hỏi bằng Z no. Chỉ cần xoay con này để chỉnh qua no. Nếu mà no thì bóng thì mình một lần cái nó nhấn xuống là nó sẽ không lưu. Thứ hai là change bow, chức năng change bow. Bấm rồi xong muốn tắt chức năng nào thì bấm lại chức năng đó nó sẽ tắt. Change bow tức là nâng giảm tông, ở đây mình sẽ có nốt đô nè. Các bạn ấn vô nó sẽ không cho change bow đâu ha. Change bow muốn change bow cái kiểu mà ấn vô phát mình phải qua bên cài đặt. Còn này là change bow nhanh, giữ và xoay bánh xe. Nốt đô nè. Mỗi lần chúng ta xoay lên một nấc thì là sẽ 0,5 cung ha. Nửa cung á. Giữ. Nè ha. Nó lên đây nè, đang quấn đô nhưng mà thì thay nó làm nó rê á hả, muốn tắt cái gì thì cứ tắt thôi hả? Nó sẽ khay ốp thôi. Đúp tức là chia bàn phím ra làm hai, mình sẽ chọn bấm vô xuống nè, ton nè ha. Led tâm là led là trái, ra là phải ha, tâm bên tay trái. Bấm vào này nó có hiện lên nè các bạn ha, tâm bên tay phải, tâm bên tay trái.
muốn chỉnh nào thì ấn vô đó rồi chỉnh, chỉnh cái tiếng đó, xong rồi xong ấn vô cái nữa đó, rồi xoay qua bên tay phải. Ừ, như vậy thôi, đó là chỉnh để cho nó ta chia hai bàn phím để chúng ta chơi.